À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đã đến với bài học Nói và nghe, giới thiệu đánh giá vẻ đẹp của tác phẩm văn học. Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc giới thiệu đánh giá vẻ đẹp của một tác phẩm văn học, nắm vững cách thuyết trình giới thiệu đánh giá vẻ đẹp của một tác phẩm văn học để có thể khơi dậy sự chia sẻ tích cực ở người nghe. Văn học và đọc văn là một phần thiết yếu của cuộc sống để bồi dưỡng về tâm hồn và nâng cao về chất lượng cuộc sống. Trong và sau hoạt động đó, con người có nhu cầu giải bày cảm nhận, đánh giá của mình về vẻ đẹp của văn học, cũng như có thể yêu cầu phải giới thiệu với người thân, người nước ngoài, công chúng độc giả về vẻ đẹp của các áng văn. Biết giới thiệu đánh giá về vẻ đẹp của tác phẩm văn học không chỉ cho thấy năng lực tiếp nhận và đáp ứng, mà còn là điều kiện để tham gia vào các sinh hoạt văn hóa xã hội của một người trưởng thành. Bài học này sẽ giúp chúng ta có hiểu biết và cách thức giới thiệu đánh giá vẻ đẹp của tác phẩm văn học. Chúng ta cùng vào phần 1, định hướng. Giới thiệu đánh giá vẻ đẹp của một tác phẩm văn học là gì? Đó là sử dụng ngôn ngữ nói và các phương tiện như tranh ảnh, video và máy chiếu, màn hình nếu có, để trình bày và thuyết phục người nghe về những nét đặc sắc, độc đáo của tác phẩm văn chương hay vai trò sức mạnh của văn học đối với cuộc sống con người mà cá nhân đã tự tìm hiểu, chiêm nghiệm. Để giới thiệu đánh giá vẻ đẹp của một tác phẩm văn học cần lưu ý điều gì? Đầu tiên, chúng ta cần xác định tác phẩm văn học mà mình tâm đắc, yêu thích và có thể hiểu biết chắc chắn, nhất là hiểu biết về những giá trị nội dung, hình thức, nghệ thuật đặc sắc sẽ được trình bày. Xây dựng đề cương bài nói với 3 phần chính, phần mở đầu nêu vấn đề sẽ trình bày. Phần nội dung, các ý sẽ trình bày theo một trình tự hợp lý. Phần kết thúc, khẳng định ý nghĩa của vấn đề được trình bày, có thể nêu hướng triển khai tiếp. Xây dựng nội dung chi tiết cho bài nói, chuẩn bị các phương tiện tranh ảnh, video và máy chiếu, màn hình nếu có. Yêu cầu chung. Với người nói, phải có tác phong đàng hoàng, tự tin. Lời nói, rõ ràng, mạch lạc, truyền cảm, cảm xúc chân thành, tự nhiên. Cần phân biệt văn nói và đọc, biết kết hợp sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp. Gian ý chung của một bài nói sẽ gồm có 3 phần. Phần mở đầu bao gồm chào hỏi, giới thiệu vấn đề trình bày. Phần nội dung trình bày rõ ràng những điểm chính về hình thức và nội dung, nhận định giá trị của truyện. Phần kết thúc khẳng định ý kiến, xin góp ý và cảm ơn. Đối với người nghe, cần lắng nghe với ánh mắt, cử chỉ thể hiện sự khích lệ, đồng cảm với người nói và đưa ra được nhận xét góp ý cho người nói. Chúng ta hãy cùng thực hành nói nghe. Đối với nhiệm vụ cụ thể trong sách giáo khoa, đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị, thực hiện việc chuẩn bị như hướng dẫn trong mục 1 định hướng, xem lại dàn ý đã làm ở phần viết. Phần thứ 2 tìm ý và lập dàn ý, cần xem xét dàn ý đã nêu ở phần viết và bổ sung một số ý phù hợp với phần nói và nghe. Sang đến phần thực hành nói nghe. Trong phần này, người chủ trì cần nêu được vấn đề, thống nhất về cách thức trình bày, thảo luận, ví dụ như mục đích, nội dung chính, yêu cầu và mời người nói trình bày ý kiến. Khi thảo luận, sau khi người nói trình bày xong, người chủ trì sẽ mời người nghe phát biểu ý kiến hoặc nêu câu hỏi, tranh luận. Kết thúc phần thảo luận, người chủ trì sẽ tổng hợp ý kiến của cả nhóm về vấn đề thảo luận, những điểm đã thống nhất và những điểm còn tranh luận nếu có. Sang đến phần kiểm tra và chỉnh sửa. Người nói dựa trên tiêu chí đánh giá bài nói, hãy tự đánh giá bài nói của bản thân. Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì? Với người nghe, chúng ta cần xác định được điều chúng ta thích nhất trong phần trình bày của bạn.
Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của bạn? Người nghe phải kiểm tra lại thông tin thu được từ người nói và tự xác định các lỗi cần khắc phục khi nghe. Đã hiểu và nắm rõ được nội dung của bài trình bày chưa? Thái độ khi nghe bạn trình bày như thế nào? Trên đây là toàn bộ bài học nói, nghe, giới thiệu, đánh giá vẻ đẹp của một tác phẩm văn học. Cảm ơn các em đã lắng nghe và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.